thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh không xa. Tuy nhiên thì ở toàn bộ cái khu vực của Biên Hòa thì không có những cái tiệm đèn điện, những cái cửa hàng đèn năng lượng, những cái showroom đèn năng lượng mặt trời đủ lớn để có được tất cả những cái dòng đèn năng lượng mặt trời mới nhất, cao cấp nhất, chất lượng nhất trên thị trường để đáp ứng cho cái nhu cầu sử dụng đèn năng lượng ngày càng cao của quý bà con, quý khách hàng thuộc tỉnh Đồng Nai. Tỉnh Đồng Nai là một trong những cái khu vực có diện tích rộng lớn nằm ở phía đông của thành phố Hồ Chí Minh, trải dài từ tỉnh Bình Dương đến Lâm Đồng, tiếp giáp với Bà Rịa Vũng Tàu, với cái địa hình nhiều đồi núi, nhiều rừng rất là hiểm trở, như là ở khu vực Nam Cát Tiên, và có rất là nhiều những cái vùng rừng tiếp giáp với Đồng Nai nhiều không đếm xuể. Cho nên là với cái địa hình hiểm trở như vậy thì nhiều cái vùng bị tách khỏi cái trục đường giao thông cũng như là tách khỏi cái điện lưới của quốc gia. Do đó thì đèn năng lượng mặt trời hiện nay đang được sử dụng cực kỳ mạnh ở tỉnh Đồng Nai và cái lượng tiêu thụ thì không hề thua kém gì so với thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì đèn năng lượng mặt trời sử dụng ở tỉnh Đồng Nai sẽ phục vụ cho những cái mục đích gì? Thì cũng như quý bà con và quý khách hàng tỉnh Đồng Nai của chúng ta đã biết, ở tỉnh Đồng Nai chúng ta có rất là nhiều những cái trang trại chăn nuôi như là nuôi gà, nuôi lợn, nuôi bò, nuôi dê vân vân. Bên cạnh đó là sẽ có hàng ngàn những cái xưởng gia công gỗ lớn nhỏ, những cái nhà máy chế biến thực phẩm hoặc là những cái khu công nghiệp sẽ sử dụng đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng cho kho bãi, chiếu sáng cho hàng rào, những cái khu vực xung quanh nhà máy, nhà xưởng. Và đặc biệt sẽ sử dụng những cái mẫu đèn pha năng lượng mặt trời kết hợp với camera, vừa để chiếu sáng, vừa để quan sát, bảo vệ cái an ninh cho khu vực sản xuất của chúng ta. Và bên cạnh đó thì ở Đồng Nai còn phát triển rất là mạnh về những cái trang trại chăn nuôi lợn và gà. Đặc biệt là những cái trang trại chăn nuôi gà thì cần phải chiếu sáng liên tục bất kể là ngày đêm. Do đó thì rất là nhiều những cái chủ đầu tư, những cái chủ trang trại đã đầu tư lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, những cái dòng đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng cho những cái trang trại chăn nuôi gà, để chiếu sáng xuyên đêm cho giúp cho gà có thể dễ dàng hoạt động đi lại, ăn uống và giúp cho gà mau lớn. Và đặc biệt thì những cái trang trại này thường sử dụng những cái dòng đèn năng lượng mặt trời có công suất khoảng 60W đến 100W. Và những cái trang trại lớn hơn thì sẽ sử dụng những cái dòng đèn năng lượng với công suất 200W, là những cái dòng đèn pha mang thương hiệu C5 của công ty C5 Solar Light chúng tôi. Thì những cái dòng đèn pha năng lượng C5 này nó có cái khả năng hoạt động chiếu sáng liên tục xuyên suốt từ 10 đến 18 giờ mà không lo là đèn sẽ bị tắt đột ngột giữa đêm là do hết năng lượng. Do đó thì chiếc đèn pha, những cái dòng đèn pha năng lượng xenon này có thể đáp ứng được cho cái nhu cầu chiếu sáng xuyên suốt cho những cái trang trại chăn nuôi gà, cho nên là được rất là nhiều những cái chủ trang trại đầu tư sử dụng rất là nhiều. Ngoài ra thì Biên Hòa Đồng Nai còn là một trong những cái đơn vị tiên phong đi đầu trong cái việc phát triển ngành công nghiệp, với rất là nhiều những cái khu công nghiệp, những cái nhà xưởng ở Đồng Nai đã có từ lâu đời, những cái xưởng sản xuất hoạt động chạy suốt 3K. Cho nên là để tiết kiệm điện trong những cái giờ cao điểm thì những cái chủ doanh nghiệp đã đầu tư lắp đặt những cái chiếc đèn năng lượng mặt trời để chiếu sáng phục vụ cho sản xuất, thay thế cho những cái bóng đèn điện thông thường. Và ngoài ra thì những cái chiếc đèn năng lượng mặt trời này còn là một cái thiết bị chiếu sáng chống cháy nổ cực kỳ an toàn để sử dụng lắp đặt cho nhà xưởng và nhà máy. Và những cái trạm pin năng lượng mặt trời hòa lưới điện quốc gia hiện nay cũng đang được phát triển rất là mạnh ở tỉnh Đồng Nai. Thì những cái chủ nhà xưởng, nhà máy hiện nay cũng đã tiến hành lắp đặt những cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này, lắp đặt những cái tấm pin năng lượng mặt trời tự tạo ra điện và cung cấp cho cái việc sản xuất của nhà máy, nhà xưởng. Và trong thời gian qua thì công ty Xenon của chúng tôi cũng đã lắp đặt cho rất là nhiều những cái trạm pin ở tỉnh Đồng Nai với cái công suất từ 10kW, 2kW lên đến 300kW và đã đưa vào hoạt động cũng đã được vài năm. Công ty Xenon Solar Light chúng tôi là một trong những cái đơn vị đi đầu trong cái việc nghiên cứu sản xuất lắp ráp đèn năng lượng mặt trời với đa dạng rất là nhiều chủng loại, đa dạng công suất khác nhau, đáp ứng được cho nhiều cái nhu cầu chiếu sáng của quý khách hàng. Từ những cái dòng đèn năng lượng mặt trời sử dụng để chiếu sáng ở trong nhà,
chiếu sáng cho sân vườn, chiếu sáng cho lối đi đường phố, những chiếc đèn năng lượng mặt trời trụ cổng, đèn năng lượng mặt trời chống trộm, đèn năng lượng mặt trời có camera phục vụ cho an ninh, vân vân, hoặc là cho các cái trang trại chăn nuôi, những cái vườn cây ăn quả. Và đặc biệt là những cái dòng đèn pha năng lượng mặt trời mang thương hiệu Xenon và Rolex của công ty Xenon Solarlight chúng tôi cung cấp đang được đã được rất là nhiều bà con khách hàng sử dụng và yêu thích do cái chất lượng, cái độ bền cũng như là cái độ sáng của đèn. Và những cái sản phẩm mà công ty Xenon Solarlight chúng tôi cung cấp sẽ được bảo hành từ 3 đến 5 năm tùy vào từng cái chủng loại đèn. Và chắc chắn là những cái sản phẩm này sẽ được miễn phí giao hàng tận nơi trên toàn quốc cho quý khách hàng. Cho nên là nếu như quý khách có nhu cầu sử dụng thì hãy nhanh chóng liên hệ với công ty Xenon Solarlight chúng tôi qua số hotline ở dưới màn hình. Và hiện nay thì công ty Xenon Solarlight chúng tôi cũng đang cần tìm những cái đại lý phân phối bán lẻ độc quyền những sản phẩm đèn năng lượng mang thương hiệu Xenon và Rolex của công ty chúng tôi tại các cái tỉnh thành trên khắp cả nước để thuận tiện hơn cho quý bà con mình trong cái việc mua bán, vận chuyển cũng như là bảo hành bảo kỳ các dòng đèn năng lượng mặt trời của công ty. Và để đón xem những cái video giới thiệu sản phẩm hoặc là báo giá sản phẩm của công ty Xenon Solarlight, quý khách hàng với bà con hãy nhớ ấn vào nút đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để có thể đón xem được cái video tiếp theo, có thể tìm được cho mình một cái sản phẩm ưng ý nhất, phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của mình. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con, quý khách ở những cái video kế tiếp.